Say it. What did mommy buy for you? Mommy. Is it mermaid? Yeah. Let's take a look, okay? Để coi mẹ mua gì cho chay nha. Rồi, con mở ra đây. Wow, cái đó gì á? Cái đó là cái quần. Thôi, mặc vô liền luôn à. Mặc kia, quần kia, bên kia. Không, sai rồi. Cái này mới đúng nè, là mermaid nè. Ngồi xuống. Daddy, look. Daddy, can you help JD? JD. Oh my god. You are a mermaid. JD là nàng tiên cá nè. Kéo thẳng lên. More. It's wrong. Baby, can you help her, please? Help her with what? Put it on. It's on. She did it right. There's only one way to put it on. Put it on all the way, please. See? Đứng lên ba mặt vô. Ready? Put your legs in. I'm tired. Put your legs in. Jay. Ready? Jay chuẩn bị làm mermaid rồi, cô chú ơi. Hey. Oh my god, baby mermaid. Jay đi, is a mermaid. Jay là nàng tiên cá. Ơi, té rồi. Jay, come here. JD, stand up. Here, put your mermaid top on. It's hard to walk as a mermaid, right? Yeah, thấy chưa? Mermaid đâu có đi được đâu con. Trời ơi, nó coi nó khoái mermaid lắm cô chú. Mẹ nó đem mẹ mua cho JD cái mermaid. Yeah, I think that's a leg, isn't it? Không, hình như... Đúng rồi, phải che lại vậy đó. Ba làm hư rồi. Nói ba ơi làm lại giùm con. Oh, it's a mermaid. Wow. Cây viết đó chứ ai. Cây viết vẽ đó đúng rồi. Thôi đừng vẽ eyebrow giùm, để chân mày giùm cái. Cái đó là cái quần á, nếu mà con không mặc cái kia vô thì con không được, con mặc cái kia rồi nên con không mặc cái đó được. Con mặc cái kia rồi không được. Nè, con mặc cái áo này vô. Mày áo vậy kia. Áo vô. Mặc nè. Rồi, mày chỉ cho. Áo này nha, em coi cái áo này mặc sao đây. Áo này mặc sao đây. Ok, cái này là cái áo nè. Sao ta? Rồi, mặc áo này sao đây. Đây đây, xỏ tay vô coi có phải không. Đó, áo này mặc vậy đó. Còn nhỏ quá, con nhỏ quá nên con chưa có mặc kiểu này được. Đó, nhìn vô coi. Oh wow. Chưa, không, cái này không cần. You don't need this. Wow. Tiên cá. Để mẹ. Get out. Rồi, xong rồi. Can you choose out? Rồi, đúng rồi đó, thì nàng tiếng cá nè. Cá. Nàng tiếng cá nằm xuống sao? Tiếng cá nằm rồi đi sao? Ui trời, tiếng cá đi nhảy vậy hả? Nó thấy trong tiên đi là nàng tiếng cá đi là nhảy vậy đó cô chú. Tôi mình lấy cái cần, lấy cái máy này nè. Đó, con thấy làm tiên cá khó khăn không chứ có vui sướng gì đâu mà đòi làm tiên cá. Vậy thôi đó, tiên cá là chỉ nằm miết vậy đó, từ sáng tới chiều nằm miết vậy đó. Rồi, vũ ra, thẳng ra, đó. Rồi, nhìn mẹ cười tấm coi, nhìn mẹ coi. Chay, smile. Giỏi. Wow, con có thích không? Muốn ba coi hả? Say daddy. Nó nói ba ơi, con là nàng tiên cá nè. Come out to see me. Wow, cô chú thấy chay làm tiên cá làm sao?
Stop. Huh? Moon sao? Này này. Này sao? Không được, không có mang dép, mơ mây là không có mang dép. Tiên cá là chỉ có cái vảy vậy thôi đó, chứ không có mang dép. Dép nào, nằm im trong nhà vậy chứ còn không được đi đâu hết á. Nằm xuống cho ba coi. Do you want to take your mermaid butt on the boat? You want to go on a boat with your new mermaid outfit? Okay. Is she ready to go, baby, or does she have to eat some more? No. So we're gonna eat on a boat. Okay. And booties. Thôi. Nó bậy không? What'd she say? She said booties. Her boobies? I think she said her boobies. Are you laughing at her boobies? You like it? You gotta pee pee. Go pee pee first. Đẹp quá. Đó, chơi để được ba mẹ dẫn đi chơi nữa rồi cô chú ơi. Đó. Hôm nay một cái công viên xa nhà nữa. Công viên này phải chạy xe nửa tiếng hồ mới tới. Đúng rồi. Hoa hả con? Hoa quá trời luôn hả con? Để im. Thì mẹ để im, mẹ đâu làm gì đâu. Ừ. Rồi chơi đi. Mặc áo màu trắng thấy ghét dễ sợ. Giờ này cũng còn nắng dễ sợ luôn á, 4-5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều. Trời ơi, anh đó thấy chay sợ quá chạy luôn. Trời ơi, sợ con á chay. Con chỉ cần con đứng con nhìn thôi là sợ rồi chay. Đứng nhìn rồi đã sợ rồi. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Chân bị gì vậy? Ngứa hả? À trời ơi, bị sổ dính vô à. bị sổ dính. Đây nha. Để mẹ lấy cho. Ok, lấy ra rồi. Rồi, bỏ chân vô. How did she do that? A green color. Green color, đúng rồi. Nắng không thể chiều nào nổi luôn, nóng nữa. Chơi ơi, con tự chơi chỗ con đừng có đeo theo người ta chơi. Tôi tự đi kiếm chỗ chơi đi. Tao chơi chỗ nào kệ người ta. Khổ ghê. Lên. Rồi lên. Xuống không? Xuống đây không? Chay, xuống cầu tuột này nè. Xuống đây nè. Sao hả? Đi xuống hả? Hả? Xuống bên kia hả? Nhảy xuống, 2, 3, giỏi. Đánh bùm bùm bùm. Muốn nào? Trời nóng dễ sợ luôn á. Nắng này nắng cháy da cháy thịt luôn. Thôi để cho anh đó anh chơi đi chứ con chi con cực ghê. Đó đi. She wanna go up here. Đồ đi lên chỗ người ta. Come on, Jady.
Rồi lên ba bồng lên. Rồi lên. Rồi tới đây. Xuống đây. Xuống đây. Ngồi xuống rồi. Không không. Trời ơi, nó nhớ, trời ơi, nó nhớ. Nó xuống là cho nó ăn kẹo. Nhớ ngày xưa hồi bữa là Vũ nó xuống đây là kẹo để dưới đây không? Cô chú có nào có nhớ không? Giờ nó ngồi xuống nó ăn kẹo. Trời ơi. Xuống. Xuống đây. Trời ơi, cái gì vậy trai? Xuống không? Không xuống. Không hiểu mình lắm. Nó nặng nữa. Cái gì? Nóng quá. Nóng quá hả? Ừ, nóng thiệt chứ. Nóng quá. Baby, it's really hot. Yo, we're going to turn on the faucet and then we're going to run water till there's water right here. Okay. Then I'm going to shut it off. Okay. Then you're going to put this on. Wow, chay chuẩn bị có đồ chơi chơi cô chú ơi. Okay, mở vô đây. Okay. Mở vô nha, chờ chút nha. Chưa. Chay. Okay, keep going. Nửa đây. Screw it on. Oh, I'm holding tight. No, you gotta screw it. Okay, đây nè, chay nè. Rồi, coi kìa, ba băm. Rồi, ba mở nước lên này chay nè. Rồi, bong bóng nè. Chà, thấy chưa, có bong bóng bị bể, bị xì nước nữa kìa. Đó. Okay, daddy, okay, good. Rồi. Rồi. Wait, wait. We gotta play with these more than one day. So we're gonna play with all these right now. Rồi, con chơi màu đỏ đi, con đem con chọi đi. Chọi đi. Chọi mạnh lên. Mạnh lên đó. Bể rồi. Thôi cô chú thấy Mỹ chơi sáng chế, sáng chế là mấy trò mà chơi mà gọi là chơi coi là cái gì đó. Phí lãng không? Vậy thôi đó rồi chầm chọi. Cầm chọi rồi cái bỏ dục đó vậy đó. Rồi. Chơi vui vậy đó. Look at me. Look at me. Ôi trời. Trời. Đó. Mùa hè là hả mấy đứa nít hả ba mẹ nó mua này nhiều. Mạnh lên, chọi mạnh lên. Baby don't play with it. Let her play with it. Trời ơi ba nó là lớn già ở đầu mà cũng còn lấy chơi nữa là sao không hiểu. Thôi bà ơi, bà làm cho cố cái mỏ bà vô. Lắm. Trời ơi, sợ dơ. Thời dơ, không dám lụm coi được không. Sợ dơ phải không. Cầm lên. Trời ơi, con cầm chỗ đó nữa, sợ cầm kia dơ. Mạnh lên. Thôi đi bà ơi. Trời ơi. Nè đi, chỗ đi. Nè nè. Ủa, trời ơi. Dài, dài dữ vậy. Yeah. Dài quá vậy đây nè, chọi nè. Chọi nè, chơi, nhìn nè. Đó. No. There's more over here, Jady. Trời ơi, mua về cho ba với mẹ nó chơi còn nhiều hơn nó nữa. Here. Jady, what's wrong? Here. Ra đây con, ra đây. Rồi, chảy nước rồi. Chọi đi con. Chọi đi, còn mấy giá nữa. Ui, sao còn quá trời. Lo gì. Chọi đi con. Trời ơi. Ready? Chạy đi, ba. Baby, I think we should move it out here. Rồi, ra đây, ra đây. Đây nè. Nãy Ngọc hỏi chồng Ngọc coi mua một cái bịch này là bao nhiêu tiền. Một cái bịch này là có màu đỏ ha. Màu xanh với màu trắng. Màu xanh, màu trắng rồi. Chay để màu xanh với màu trắng rồi. Đây một cái bịch này nè. Đó là có màu đỏ, màu xanh, màu trắng là cỡ khoảng 60 cái ha. Water balloon 160. Này là một này là 60 cái nè. Phải không? Để mấy cái đây. 60 cái đó, 2 4 6 8. Chắc mỗi cái 20 cái quá, không biết là kệ nó đi. Nhưng mà một bịch này chỉ có $1 thôi các bạn, là có 23.000 đồng Việt Nam thôi, quá rẻ luôn. Ngọc nó, trời Ngọc nó, ủa sao có một bịch, sao Ngọc nó một bịch có $1 mà tại sao không mua 10 bịch để cho nó để dành nó chơi nguyên mùa hè luôn chứ bây giờ rảnh đâu mà cứ mỗi lần đi cái mua đúng không? Mua lần 10 bịch cho nó chơi.
rảnh ghê á, đi mua lần có con bịch à. Đã dịch rồi mình đi mình hạn chế đúng không? Mình đi mình hạn chế, đi đi mua lần mua cho nhiều vô. Trời ơi đã chưa. Hồi bữa Ngọc dẫn chay tới cái nhà kia chơi á, cái cũng có mua cái này về cho mấy đứa nhỏ chơi nữa, rẻ dữ trời. Ngọc tưởng bịch này với khoảng 5 đô một bịch. Wow. Mùa hè chơi vậy nó mát. Wow, thôi chơi trộn được rồi trời ơi, chơi Nguyễn Thị Cù Bắp trời ơi. Bể rồi. Đây nè, đi. Đây, để mẹ lấy cái dây này lên cho con cài chạy cái dây này té nè. Đây. Cuốn dây này lên đây. Cuốn dây này lên đây để chạy dây này té nha. Rồi, chọn đi. Một. Ôi, Cù Bắp. Lấy cây. Trời ơi, bốn lăn ở ngoài kia luôn rồi kìa. Baby, more. Thôi, mua. Trời ơi, nó bóp xì nước ra kìa. Trời ơi, nó bóp xì nước ra kìa. Bóp xì nước rồi. Mặc áo phao vô, tại vì bả ưa chạy đâu rồi. Ok, tiếp tục nha, làm cái màu. Trời ơi, tiếp tục làm cái màu cam cho chay nha, màu xanh cho chay nha cô chú. Ok. Đó, ba chay đang mở nước ra đó, mở ra nè, đó, wow, nở ra giống hoa không? Happy birthday to you, happy birthday to you. Chừng nào mình thấy nó xong rồi cái mình giật, mình rung nở ra. Rồi coi nè, thấy không, wow, nó ra nước vậy nè. Yeah, this is pretty, đẹp ghê mọi người. Wow, JD is pretty. Tưới cây luôn sẵn, baby. Trời, chưa tưới xong rồi gì đó, được một xe. Trời, cái này nè, cái này bị lủng lỗ rồi này chay nè. Đó. Rồi ba nó chơi còn hơn nó chơi lần hai trái. Một lưu chơi một lưu đi con. Đó. Một lưu đó, đây cho một lưu đi. Thôi đừng có nặng cái nữa mà. Trời có nó nặng nó rửa chân nữa kìa, có được không? Ba chay nè. Here baby, the blue one. Trời ơi, chay thở không được gì chay ơi. Nghe chay. Đây mày đưa cho. Ba đi. Yeah. Nè. Này được vậy là một cái được 60 cái hả? Baby, is it like 60 per or 30? I think it's a lot. It's a lot, yeah. Oh yeah, there's barely any water. Up high, as high as you can go. Mouth high. Ba tấn công chay nè, 1, 2, 3. Nó nói ba cho con cái màu xanh. Yeah, lạnh á, nó nói nước lạnh quá. Yes, let's go. Mommy again. Mommy again, daddy. Mommy again, daddy. Hi,
tao chơi đi, còn nhiêu đó con chơi thì mẹ ba không chơi nữa đâu. Ok, bà đi đâu rồi, mấy đi đâu về kìa chơi. I got balloons. Thấy không? Trời, cô bà này bà nói chuyện, bà nói tiếng Anh chuẩn lắm này nha. Không phải giỡn bà đâu nha cô chú. Bà là nói là tiếng Anh là chuẩn còn hơn Ngọc nữa đó. Ví dụ như mình lâu lâu cái mình không biết, cái mình không thêm S thêm đồ làm sao, hoặc là sao này kia các nọ ha. Bà cho bà chuẩn lắm. Bà nói, mới nào Ngọc nói là I got balloon đúng không? Mà là còn không có thêm S. Nhưng mà balloon là số nhiều là phải thêm S. Tại vì mình không có để ý vô, mình không có nói, mình nói chung là mình nói mình chả có suy nghĩ á. Nhưng mà bà đó là bà là I got balloons. Đó, S là số nhiều. Đây nè, đây đây. Đây. Lo chạy không à. Là bà có thêm S đằng sau rồi, bà nói chữ kỹ lắm nha, bà nói ví dụ như fingers, ngón tay phải không? Là bà nói là fingers, là bà cho S đồ vô. Hay lắm ha. Bà sớm bị gãy chân rồi. Rồi là mẹ you, cho mẹ với bà thôi. Bà Cathy bị ấy chân nó nên giờ là không có đi làm. À hugo chị đi. Hugo chị đi. Mo. Yeah. Cô lại kêu con lấy đi. Okay. Mẹ nói chuyện thấy con thấy cũng dư thừa quá, con ta đẻ Mỹ mà nói con ta nói tiếng Anh không chuẩn. Thấy chay ha. Nói tiếng gì không chuẩn thì chấp nhận được, chứ nói tiếng Anh không chuẩn là không thể nào chấp nhận được luôn á. Wait, I got it. Thấy chưa? Với lại nó coi iPad bên này, nó coi tiếng Anh không chứ đâu coi tiếng Việt đâu. Mom, see. What? Thank you. What? Wow, good job. That's in the water. Ta. Cắn luôn hả? Ôi trời trời. I hope you get a screenshot of that. I did. Oh, that's gonna be so funny. Do it again, JD. Do it again. I do again. No! JD. Wow, she's so mean. Yeah. You got, like, point blank to you. JD, do it again. Oh, wow, there's so many out here. Baby, just leave it for her to play with. Cắn đi con, cắn cho bể đi. Cắn cho bể đi. Cắn cho bể. Đúng rồi, cắn mạnh lên. Daddy, I'm not even kidding. Show you mommy. Ừ. Rồi cắn đi con, cắn đi. Cái gì vậy? For you. Trời, for you. Fresh. Cái gì? Oh my god, you guys are so mean. Trời ơi, nó lại nó đưa cho ba nó trái banh, rồi cái nó nói nè cô cho ba này, rồi cái nó kêu ba nó chọi Ngọc coi được không? Trời ơi, coi kìa. Có hai cho con chơi kìa, coi kỳ vậy trời. Okay. Oh my god. Ouch. Trời ơi. Why? Again, trời ơi, còn again nữa. Again. Yeah. Ừ, làm gì? 1, 2, 3 cắn đầu kia. Trời ơi, giống như chơi trò chơi vậy, giống như chơi thử thách vậy. Ê, sao chổi mẹ quay vậy? Mẹ đã làm nó nông nổi gì? Mẹ con người mẹ là vô số tội không chơi? Mẹ là tội đầy mình luôn chứ mẹ không có vừa đâu hả chay. Ouch! 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 It didn't pop. Oh, trời ơi, nó quýnh tôi đã rồi, không. Ready? Throw a man, mommy. 1, 2, 3. Oh. Right here. Ready? I don't have one anymore, but you gotta throw yours, okay? Cô làm gì giống như chơi vậy? Chơi không có phần thưởng vậy? Ủa mà sao con không cho mẹ để mẹ chọi ba mà con cho ba chọi mẹ không vậy?
Trời đất ơi. Ready? Ôi da. Rồi, ướt quần rồi. Ướt quần. Ướt quần rồi. Ướt quần rồi. Ướt dài rồi, đúng rồi, ướt dài rồi. Nữa, nữa. Nữa không? Ủa hết à? Yeah. Yeah. No, there's a white one. Yeah, we'll save them for ba kêu để dành ngày mai chơi kìa. Ba nói để dành ngày mai chơi. Màu yellow. Mà này màu gì mà yellow, mà này màu trắng. JD, JD, I need your help. Mai chơi, mai chơi. I need your help, JD. Mai chơi đi con.